Nhanh nhẹn, cởi mở, tháo vát, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động ở địa phương là những nhận xét đánh giá của lãnh đạo, đảng viên và người dân địa phương khi nói về bà Lê Hồng Hởi, bí thư chi bộ, trưởng thôn Trúc Nội, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Hơn 3 năm qua, ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa sớm tối, người dân thôn Trúc Nội đều quen với hình ảnh bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Hồng Hởi tất bật với công việc của làng, của xã. Từ việc vận động nhân dân hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng cho phát triển công nghiệp, đến việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, xã hội hóa, xây dựng các công trình, hoạt động cho thiếu nhi, cũng như xây dựng chi bộ vững mạnh, tiêu biểu. Đồng chí Hỏi rất có trách nhiệm, rất là năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân. Đồng chí cũng đã huy động được cái sức mạnh của nhân dân và cái sự đoàn kết của chi bộ. Năm 2020, sau khi nghỉ hưu, bà Hởi được lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã động viên, đảng viên và nhân dân tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Trúc Nội. Nhận thấy đời sống người dân đã khá giả nhưng môi trường chưa sạch đẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe người dân. Việc đầu tiên là bà thành lập ngay tổ vệ sinh môi trường với 12 thành viên và bà trực tiếp tham gia quét, thu gom rác thải khắp trong thôn cùng với chị em. Mình phát động ra cái gì là mình phải làm cùng với nhân dân chứ không bao giờ mình đi mà mình nói xong mình không làm. Đấy mà mình làm thì nhân dân người ta mới nhìn thấy cái trách nhiệm của mình, người ta theo hết. Có những lần mà dọn vệ sinh môi trường của xóm là tôi phải dọn đến 12 giờ đêm. Là một thôn cuối xã, đi lại khó khăn, con đường trục chính trong thôn trước đây rất nhỏ. Khi xã có chủ trương cải tạo nâng cấp mở rộng, trong khi đó có rất nhiều nhà, ngoài đất còn có các công trình như cửa hàng, cổng, tường rào mới xây dựng. Bằng tính kiên trì mềm dẻo thuyết phục có trước có sau, 50 hộ ven đường có đất và công trình đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất với trên 700 mét và phá dỡ công trình bàn giao đất để thi công đường. Trước thì thực chất là con đường nó rất là hẹp, nhưng được sự vận động của đồng chí Lê Hồng Hải đây, tuyên truyền rộng rãi về đường xá là để cho sau này mở rộng ra. Nhà tôi đã phá cả quán ra, nhà tôi hiến ra là khoảng tầm trên dưới 50 mét luôn. Thôn Trúc Nội có 154 hộ có đất nông nghiệp nằm trong khu công nghiệp sạch và khu công nghiệp số 5 với diện tích trên 125 mẫu. Bà đã cùng cấp ủy chi bộ tập trung huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể cùng vào cuộc, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác dân vận. Vì vậy, 154 hộ đã nhận tiền đền bù và bàn giao đất cho dự án. Đây cũng là thôn đi đầu của xã trong bàn giao mặt bằng. Chúng tôi đã được cán bộ thôn, đặc biệt là đồng chí Hỏi trưởng thôn đến tận gia đình vận động và chúng tôi đã hoàn toàn nhất trí với cái chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ luôn ạ. Đồng chí trưởng thôn Lê Thị Hỏi, đồng chí trưởng thôn thì với tinh thần là không sợ ngại khó, khổ. Bất kể trong giờ làm việc hành chính, có thể là ngoài giờ hành chính, thôn Trúc Nội đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng đối với các diện tích có đất thu hồi trong các dự án khu công nghiệp. Tin tưởng rằng với sự cố gắng của bản thân cộng với phát huy sự đoàn kết, nhất trí gương mẫu và nêu cao vai trò trách nhiệm của các đảng viên, bà Hởi sẽ tiếp tục chèo lái cùng 20 đảng viên và hơn 1.000 nhân khẩu thôn Trúc Nội giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào và xây dựng quê hương giàu đẹp.